Hello anh em, chào Thăng, chào Mai, chào Phúc, chào Nguyên, cơm màu tím, yes, cơm màu tím lý lạc. Sao mỗi lần waiting list nó tầm 10 người mà sao lúc ấn vô live bắt đầu live thì chỉ còn có một nữa. Hello Thần. Có mà mút. Không, màu này thật đấy ngài. Màu này đúng không? Màu khay gì đúng không? Màu này thật đấy. Lâu rồi lên cam mới có màu chuẩn vậy á. Chuẩn ngoài đời luôn. Màu tím mới đẹp phết. Lâu rồi mình thấy một case màu tím mà mình thấy đẹp vậy. Hello Khoa. Tomo à? 7.5 trên 10. Có nhiều người sẽ không thích âm con này lắm vì nó nghe nó hơi rỗng. Nếu mà build với top mail và không có form và với Blitz Poly. Không biết có đó luôn. Chắc lại chắc mấy con tàu đúng không, mấy con phím tàu. Đang phân vân Tomo với Mammoth. Phân vân hai con này thì thôi mua Tomo đi. Lý do là sao thì tí build xong mình sẽ biết. Anh cho xin một like nhé anh em. Sau này mọi người sắp từ cái hôm stream con cây tới giờ mình thấy anh em vô ít hẳn. Không biết là anh em đi chơi hay là coi cái gì khác, mà dạo này thấy anh em ít view, dạo này thấy ít view vậy. Hôm bữa đi cũng bữa cũng thấp mà, bữa con cây cũng thấp, lần còn có hai mấy ba chục view à. Cái tàu giá drop by 4.5 triệu có màn hình led
top bot hết nhau nên chân không cần nó. Thực ra thì giờ mấy con tàu nó cũng đẻ, nó cũng na ná spec của nhau rồi, nó cũng cái tầm giá 4-5 triệu đấy, nó cũng nhiều mà. Quan trọng thì nghe spec nó ngon đấy, nhưng mà quan trọng về gõ nó như nào đó cơ. Chứ còn spec ngon thì con nào có lúc quảng cáo thì spec nó cũng ngon hết. Quan trọng là lúc mang về gõ nó lại không ngon thì lại chết dở. Spec ngon vậy ở như Spark Rover. Cái hit 500 nó cũng rủi ro nhiều lắm, nhiều khi nó sẽ không có chắc chắn được, nhìn con râu 60 là biết rồi. 500 mà lúc nào cái tóc nó cũng lắc 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 lắc, nó có nghe cạch 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 lỏng lẻo khó chịu lắm. Hello Thế. Giáp tích không sao vì cây tích hơn. Hôm nay nếu mà kịp time thì mình sẽ build cả con Numbat luôn nhé, là con mà móc 20 nhé, vẫn build mà móc 15 thì làm content thôi, làm content nên phải làm thôi. Các cái comment về build cũng như là keyboard 1 and 2 thì mình vẫn để ở dưới phần mô tả của stream ha, anh em có thể ấn vào để có thể biết thêm thông tin nhé. Nuôi đến đâu à? Nuôi sắp xong Savarit rồi. Gion này là màu navy nhé. Stream là tím á. Không hẳn đâu. Không, anh nhìn trên cái OBS nó đâu là tím không. Thật ra cái màu navy nó dễ ra màu tím lắm. Nhưng cũng tùy màu navy nữa cơ. Có con navy ra tím liền luôn. Có con hơi khó ra. Cái này là đang để màu gốc nhé. Đương nhiên là hình ảnh từ cam qua tới stream đương nhiên nó sẽ khác. Mặc dù là không có chỉnh về màu sắc nhé, nhưng mà đương nhiên nó sẽ khác so với màu gốc rồi. Có cái nào nó chính xác 100% được cả. Lên 20 view rồi. Ok, thôi mình vô vấn đề chính luôn nhé. Nay là mình sẽ build con voi mammoth 75 và cũng như là con voi con ở bản đồn là con 20. Cháu thầy hỏi không biết lấy tiền đâu trả con nuôi nấng thầy. Đang Glacier thấy em 188 kèm trade. Trade đi, 88 ngon à. Kèm lại Prefing rồi. 88 này, mới build lại với Bloodless. Hơi cực xí. Bắt Bloodless hơi cực xí mà overall thì vẫn ổn. Đây là mâm móc 75. Ok thôi, một like thôi, đừng có hai like à. Nhiều tiền khó tình. Rồi con này hơi tịt. Anh nghĩ Salvation sẽ không hay đâu. Thực ra anh cũng có theo Salvation nhưng mà vì biết đã đợi lâu quá nên anh bán slot cho thằng cu em rồi. Anh nghĩ là Salvation về thì giá ví dụ có bán lại thì cũng cao hơn 1 tới 1 triệu rưỡi thôi, không có quá cao, một phần vì nó delay quá lâu.
Nó bảo 6 tháng trả hàng mà tới bây giờ là 1 năm rồi. Ok, thì đây sẽ là con Mammoth 75 Made in China của Uche Studio. Đây, con voi. Đây, một phần đây. Vì con phím này bữa mình build mình rất là chê nên là hôm nay mình stream con này thì mình anh em chắc biết mình cũng sẽ chơi tiếp. Anh em cũng tính chơi lấy phím luôn chứ đợi chơi cũng lâu. Thực ra là bên sau Vun thì bảo là cũng đang packing dần dần rồi, cũng chuẩn bị ship rồi, nghĩ chắc cũng tầm qua tháng 11 là sẽ ship. Okay, anh em con nó packing này. Đấy, anh em thấy nó đầy lên không? Cái foam nó bị đầy lên anh em thấy không? Anh em ép lại là nó dễ bị gãy mặt hoặc là nó kia lắm. Anh em thấy không? Nó đầy ra thấy không? Cái này là original packing luôn đấy. Nó đầy lên luôn này. Nó không có fit vào. Right. Okay. Oh my god, cam, top briefing. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cục pin có dung lượng là 2250 mAh. Thì con này sẽ là một con xài mạch mạch hot swap và có Bluetooth anh em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có gasket, horn gasket. Đây, đây cho anh em hiểu đó. Đầu tiên á, chúng ta sẽ có một cái PE form here. Ok, bữa nói anh em thấy không, cái B form của nó cắt là nó cắt, nó không, nó để cả cái chỗ start luôn. Đó, anh em thấy không, nó đâu có cắt ao ở cái chỗ start đâu. Đấy. Tiếp theo là cái foam case mà hot swap. Đây anh em thấy không, nó sẽ có hai lớp thấy không, một cái lớp kính màu xanh và một cái lớp này, anh em bóc là phải bóc cả hai lớp ra, nó dính thì thôi rồi luôn, ôi thôi luôn, dính lắm. Hôm nay là chuyên mục chê mà, hôm nay là phím u hãng u chê thì mình phải chê chứ. Ôm mình có thêm một cái hẳn một cái Paul gasket bự nữa cơ, wow, hãng hào phóng á. Chúng ta có gasket Paul. Chúng ta có cái này là cái foam nằm ở chỗ cái đường pin ấy. Đấy. Cái này là chỗ daughter board. Chúng ta lại có một cái P foam nữa. Là hai cái. Thế đợt này mình build cũng có hai cái nhỉ. Cũng lại là một cái foam case hot swap. Và đây là một cái Hello Phú, đây là một cái PCB foam cũng bằng poron và có phải bóc hai cái mới mở ra được. Foam rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với PCB, anh em thấy không? Nó hàn sẵn cái nắp và hai cái bi fan vô là nổ gấp đôi, đúng rồi em, gấp đôi canxi. Anh em thấy, mình chưa thấy con phím nào con nắp mà nó packing đỉnh như này, anh em thấy không? Nó sẽ để ở đây, nó cái hộp của nó sẽ có khoảng trống ở đây để nó cái nóc nó để đây và cũng như là nó sẽ xé cái bịch đó, nó xé cái bịch cho cái nóc để đây rồi nó packing nó bỏ vô đây. 10 điểm sáng tạo không? Ghê không? Ok, ở đây mình sẽ có một cái PCB M3. M3 là cái PCB hotspot cũng như là sẽ có Bluetooth ha. Đây là một PCB 1.2 và có một đống flex cut. Tuy nhiên là mình mở cái case ra plug mình sẽ nói tại sao nó bị chê là tịt. Ai phải biết là nó xẻ nhiều như này. Đó, mà nó mỏng nữa. Con này hotswap nhưng mà sẽ có rất là nhiều layout anh em ha. Đây có split left shift này. Có cả split space này. 625 hoặc là 7 625. Con này có vẻ không bảo hiểm ở trường. Split right shift này. Không có ISO nha, split backspace này. Đấy, còn đây này nó. Uche Studio. Đây là mặt sau thì cũng không có gì, đây là cái module Bluetooth.
Socket hotswap của Kale. Đấy, sơ là vậy. Chúng ta sẽ có hai cái nóc. Cái nó bự như trống đồng. Okay. Tiếp theo là một cái extra blade FR4. Hôm nay mình sẽ build với FR4 nhé. Và có cả stand off. Được cái Blood FR4 thì nó sẽ không có xẻ, không có flex cut gì cả, và khá là nhẹ dặn. Được, thế thì một like. Chứ còn cái Blood đây mình sẽ cho nên coi cái Blood Bully của nó. À, đây sẽ là một cái Bottom Case Protective Film. Là một cái tấm phim ESD ở dưới để bảo vệ cái case. Mà mình nhớ là như cái này mua thêm thì phải, bởi vì mình nhớ là case nó có sẵn ấy. Tí là mình móc sau ha. Hello đẹp. Ok, chúng ta sẽ có fit cũng như là daughter board. Fit chúng ta có đen hoặc là trắng, tùy. Ok. Tiếp theo cho chúng ta sẽ đến với case là màu đen. Case của chúng ta là case màu đen. Anode thì cũng khá là ok, cũng khá là uche. Còn mà mút là cũng có không, còn mà mút có cái mạch M2 hay là mạch mấy là không có Bluetooth. Chúng ta sẽ có gasket và mặt ốc ở trên mặt trên đó. Đây là cái Blood Bully, anh em thấy tại sao mình chơi chưa? Cái Blood Bully nó đã mỏng rồi mà nó còn xẻ tùm lum, anh em thấy không? Bấm cái là nó thế này thì sao mà chịu nổi, đúng không? Đây là cái khoang để đựng pin daughter board. Đó. Và con bữa thì mình build là blade, cái bot là alu, còn hôm nay sẽ là cái bot mirror. Mình chưa bóc siêu nhé, cái này để lát mình bóc xong. Không, build một cái thôi, build hai cái là không gánh xác rồi đó. Cái này thì tí mình phải để mình bóc siêu ra sau ấy thì quên bóc hôm nay có siêu buồn nha. Ok, mình sẽ cân phát rồi mình tích vào một bên. Case của chúng ta sẽ nặng là 1 kg, cho nó là 1.7 kg nhé. Jingle Mill chưa? Tôi biết mà. Đi 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 đi. Thả like là được rồi. Ok. À, quên cho anh em coi cái stack của nó. Đây, vừa sau anh em hỏi tại sao mình lại chê cái packing của nó. Đây, nhìn cái hộp stack anh em nhìn nó cũng, nhìn nó cool đúng không? Nhìn nó cũng nice đúng không? Nhưng mà không. Anh em lúc mà bóc ra nhé, nhìn đây. Thế đó là why mình đã mang đây, mình cân thẳng trước rồi. Chứ còn nếu mà backing ban đầu nó sẽ như vậy, và why nó cũng bỏ chung trong này luôn. Cái why dài thì để một bên như vậy. Ok, nhưng mà cái why ngắn thì nó bỏ chung như này. Đấy. Nó bỏ từ lưa hột dưới trong này. Có bớt bubble nha Khoai ơi. Nó packing nó bỏ từ lưa như vậy vô.
snap on left thì mình lỗi. Ok, mình sẽ làm snap nhé. Con mèo lấy thêm. Đấy, anh em giờ mà đổ ra như vậy nè. Ha. Đổ ra sẽ như vậy. À, một điều quên nói với anh em là với cái quay cái step Aurora của nhà UJ á là nó sẽ làm ở cái ngàm nó nằm ở dưới như này. Anh em thấy không? Là anh em bắt một cái quay là nó nằm ở dưới như này. Nó nằm ở dưới như này chứ không phải là anh em đút từ từ ngoài lên từ trên xuống như là bình thường. Anh em đúng không? Bình thường là anh em đút từ trên xuống. Nó ngặt vô, còn đây là anh em đút từ dưới lên. Trong ngoặc lên nó cái sáp của này nó vậy đấy. Nhà Silver Line vậy nhá, mới có 15 like thôi. Ok, bây giờ mình lúc bởi vì mình làm staff chung với bộ cho cái numpad luôn nên là sẽ hơi nhiều. Tổng cộng là 8 cái thì vậy. Yes, 8 cái. Stop à, stop không, con này phải lúc ở phim. Những con phím của UJ là mình rất là mệt, khỏi làm step và cũng như là assist. Ví dụ như Ikki 68 Aurora cũng như là con Mammoth 75 này. Có thể mong đợi gì nhiều ở con V65 BTKS đang group buy 2 triệu mốt không ạ? À? 2 triệu, anh không rõ mấy con phím nội địa tàu nó chạy như vậy. Nhưng mà thường thì anh khuyên ấy, nếu mà thực ra chơi trải nghiệm thì cũng được, nhưng mà anh khuyên nếu mà kia thì không nên mua, bởi vì những con đấy kiểu maker nó cũng mới, cũng như là những con này kiểu nó spec nó lề lề đấy, cũng chưa biết về nó sẽ gõ nó như nào. Bởi vì bên tàu nó đẻ nhiều lắm, một ngày biết bao nhiêu con phím mới nó ra. Hello Khoa, không xem được thôi thả like cũng được. Lúc step lúc housing bằng 2.5G không, còn lúc wide bằng 2.5G2 hoặc là Bermatex. Con chơi à, không, con chơi là con F1 nhé, F188 đang build với Bloodless và Tyrios. Có để phần comment ấy, có thì nhập cái comment ra nó sẽ hiện thông tin phím nhé. Có mà, màu này màu OG đó. Màu navy. Trước mình có manh có con 8X màu full navy luôn, đẹp lắm. Mình cực kỳ thích navy của F1.
Đúng rồi, nó làm kiểu nó kêu con mèo lang thang kiểu chạy KPI, kiểu chạy đua vũ trang. Là kiểu đó thì khó lòng mà đòi hỏi cái vì nó sẽ QC ngon cũng như là nó sẽ có cực kỳ ngon ví dụ vậy. Nói chung là hàng rẻ quá thì cũng giờ tiền nào của đấy thôi. Em màu xanh này lên Dark Navy hợp không? Dark Navy cũng được, nhưng mà cái màu của Dark Navy nó hơi ra xanh nhé, chứ nó không có ra xanh đậm mấy. Còn 15 subs nữa là trong một ca subs rồi, anh em subscribe ủng hộ nhá. Hello lần. Để bấm lại nữa cho thêm một subs. Con ép bột này là chuẩn bị trước vài con phím được gà chưa anh? Chưa, làm gì mà gà phím, anh đâu có giàu đến nỗi đấy. Con F1 này là bot draw nhé, là bot chưa có ai nốt đấy. Staff phải. Màu đâu? Thôi, nó anh mê cái màu navy của F1 lắm. Hồi trước ông anh bán xong rồi tiếc mua lại, người ta không chịu bán lại đó chứ. Có đại bi không anh? Có nha em, anh sẽ lót full. Con này mà không lót frame là nó sẽ bị tịt lắm. Mặc dù hôm nay anh xài F4 nhé, không phải là poly nhé. Chứ xài poly nó còn tịt ác nhé. Cái này là con Sam S7.7.
housing với stem giờ mới xong. Quá trời nhiều. Why? Nghĩa là trong thời gian nào stream con phím này thì tốt nhất là làm stack, và thứ hai là ngồi xé cái file ra. Mình pha con này một đống mà chứ kể nó dán hai đầu nữa, phải tách hai lần ra cực kỳ mệt. Này flop hơn cây hôm qua nữa. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, không hiểu sao hai bữa nay stream nó flop, hay là do có drama. Maybe. Kim, thank you. Lắp vô hơi khó một chút, tại cái này phải lắp ngược từ dưới đi lên ấy. Phương Kim Huân. Phương Kim Huân. Wow. Ok. Tên lại nhỏ. Sao mà lộn hả Đông? Thì bộ ba uống tê đúng rồi mà. Hello Hưng. Con trên là con F1 nhé, F1 88. Không, mai anh off nhé, mai anh ở nhà anh làm đơn với anh làm việc của anh. Nên là anh chắc không có đi đâu. Tiêu đề là con phím đang build, còn keyboard one là con phím đặt trên bàn. Hiểu không Đông?
Anh thấy Cal Switch như nào? Bản Steam Bomb thì khá là nổ, nhưng mà dạo này anh thấy nó hơi hơi kiểu lọc sọc ấy, nghe nó không được clean lắm. Ngày xưa thì ngon, dạo này anh thấy nó không ngon chứ. Nếu có tiền chơi được XHTBDZ thì cứ chơi nhé. Còn muốn an toàn dễ làm rẻ thì chơi Bermantex cũng được. Có tiền thì recommend nên chơi XHT. Phím trầm cảm và snap trầm cảm. Phím trầm cảm không nhớ nữa, tại nhiều con trầm cảm lắm. Snap trầm cảm thì chắc là C3. Có sai à? Nên nếu mà chịu được chờ 6 tháng lúc bay thì theo, vì trước đó là con Vita gõ khá là ok. Mình chỉ không thích cái chữ cọc xa nằm ở chỗ cái màn hình thôi, bỏ chữ cọc xa đi là ngon. Cthulhu thì anh chưa có thử. Falcon à? Falcon cũng được. Falcon cũng ngon. Mà kiếm thì giờ chắc chỉ có bên chợ tàu thôi. Trầm cảm Stabies nè. Tại cái YC3 nó còn khó nắn, nó vừa cứng mà nó vừa khó chịu lắm. Được cái là nếu mà C3 mà nó mà thẳng á, một khi mà nó đã hạ thẳng thì âm nó ngon lắm, nhưng mà tỷ lệ đó thuộc vào 1%, còn lại nó cong thì ối rồi ôi luôn. Năm triệu test quất à? Quy ca 65 này, hoặc mấy con 65 khác nó cũng đã né nhau không à? À căng à, giờ EGV2 full black à? Ngày xưa tốn tới 2 ngày chỉ để ngăn nắn mỗi cái YC3, kinh khủng. Con Amazic cũng như là con Rare đang đổi lại design. Sau hôm đi Malaysia về, nghe các maker lão làng người ta gọi là sao ta, khuyên và tư vấn đổi design thì mình cũng đang đổi design thử. Wow, cuối cùng cũng xong.
Thế là có mỗi con kia thôi, chứ còn con Analytics thì vẫn giữ nguyên này. Đây là cái PCB, chúng ta có cái P-form. WK75. Rồi rồi rồi. Ủa đẹp, nghe bảo là con WK60 nó sẽ có RAW 2 đúng không? Nó giống kiểu WK65 á. Có mà thế, có đổi lại cái tạ mà thế. Hai cái này anh build giá khoảng như thế anh? Ờ, thực ra là hai cái này hot swap nên là mình build nó cũng không có quá mắc. Thì giá hot swap tầm hai, cái case 75 này tầm 200.000, còn cái kia thì tầm 100. Có nhưng mà 2023, ok vậy cũng lâu. Tại cũng phải đợi con RAW 1 nó trả rồi. Come on. Hello anh Kiên, thank you anh. Kiên thấy bác nghỉ hồi mở cước vai, từ từ phế ơi. Để trả xong quy ca 65 ra 2 đã. Thường phím ra 2 sẽ tốt hơn ra 1. À thầy. Không, ai nói. Thường anh thấy ra trước nó ngon hơn ra cũ, ra xong. Thường thôi, nhưng mà nói chung tỷ lệ nó cũng hên xui. Tùy à. Ý em là mua phím này kìa. À phím này á. Con này, con Mamos 75 này bản đích gương á, thì không nhớ rõ bao nhiêu, như mười mấy á. Tại mình cũng không rõ con này giá rõ nó bao nhiêu. Đúng rồi, con Tera 75 nó V2 nó làm cái chỗ cái bass nó xấu quá. Cyberball RAW 3 ngon hơn RAW 1 thì nó cải tiến ngon hơn. Còn ví dụ có những con nó cải tiến, nó cải lùi kiểu vậy, nói chung cũng tùy ha. Không phải cứ cứ ra đời sau là nó sẽ ngon hơn đời trước. À, cà phê sáng nhắn Linh ha, chưa biết để anh hỏi Linh nhé. Ước gì cà phê 5 giờ sáng. Chọn khoai nó khỏi đi. Switch mà em thấy chất lượng đều nhất là Cherry Black. Thì đương nhiên rồi em nói cái câu mà ai cũng biết kệ em ạ. Cherry không đều thì chứ cái gì là đều nữa em. 4 giờ dậy xem chung kết thế giới. À, nghe đạt gáy ghê lắm, không ngại kèo đâu. Càng đấy, nghe cũng kinh khủng đấy. Hôm qua anh kêu build xong review thì nói chung là ngon em ạ. Với mức giá đấy thì anh khá là recommend em mua con đấy. Nhưng mà cơ mà con đấy nó vẫn bị cái top nó vẫn bị mềm ấy, nên là anh em tháo keycap cũng như là nhỏ swap cũng nên cẩn thận chút xíu. Rotun thì có, anh em kiếm Rotun dễ thì kiếm mấy cái mạch mà mấy bạn bán cái mạch vuông vuông 78 suất trên chợ ấy. Mua cái đấy xong về lọc lọc ra, cherry pick ra là được. Còn ngon hay không thì mình không biết. Chỉ biết là Rotun thôi, tại Rotun nó giữa việc ngon với không ngon nó cũng xa lắm anh em ạ. Cây trung bình giá bao nhiêu? Nếu mà bản bót nhôm á, bót tầm nhôm á thì tầm 400, 450.
còn bottom brass thì tầm 500 loanh quanh 600. Nay mình sẽ build với lại Black Incense để lúc và cũng như là film. Ôi, con này đã hẹn. Quan trọng là nó ngon hay không nữa đã. Chứ rồi tôi thì nó cũng muôn vàng, muôn hình vàng chạy lắm. Đây, cho anh em thấy một điều stupid của con này. Đó là thường thì con này hầu như là ai cũng sẽ chơi với space dài là 625 chứ không phải là split space. Thì cái space 625 con này lại là space ngược. Yes, it's space ngược. Sắt thông minh. Tám triệu rưỡi pha siêu cũng được. Kim suốt stem dài làm space. Midway 60 à? Anh thấy cũng bình thường. Hơi rỗng nếu mà không xài case foam. Nó đang bị nó đang bị đầy, nó đang bị kiểu hành trình nó đang ngắn ấy. Tí nữa mà lắp case foam là nó sẽ bị gọi là nó như nào nhỉ? Nhóm bữa mình build ấy là phải cắt cái chỗ P5 một cái đoạn stack này đi này. Chứ hiện tại nó đang đập vào đấy ấy, thì nó hơi thực ra nó gọi bình thường thì cũng không sao nhưng mà họ tính thì sẽ hơi không thích cái hành trình nó ngắn như này, nó cứ gõ nó cụt 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 đấy.
Màu gốc nha. Con này là màu navy không phải màu tím đâu. Kèm nó thở hoài. Có nên cắt luôn không nhỉ? Thôi cắt luôn đi. Cắt luôn cho âm nó đỡ bị thêm dài à. Để thử Imperial. Nó cũng thế à. Để chắc phải cắt cái phần đó đi. Vấn đề là cái kéo nhỏ mình đâu mình không để không biết luôn. How to cut. Thôi được, có dùng tạm răng, chết chết. Dùng tạm kìm không biết cắt được không. Được nhưng mà hơi dài. PCB lỏ. Ừ, biết cái kéo cắt chỉ rồi mà mất đâu rồi á, chứ không có cái đấy thì nãy giờ khỏe rồi. Còn cái kéo thường á thì cắt vô á nó sâu quá. Hello Dilo. Hơi xấu nhưng mà cái bàn đi. Chữ này cho cái stand nó đỡ bị tí tí. Cắt đi để nó đỡ bị tịt đấy. Đó, hết tiệt nghe. Đó, bảo xem. Bữa mình cũng bị y chang đấy.
Ok, bây giờ mình sẽ bật cái stand-off vào nhé. Do ý đầu tiên. Anh em đừng có làm mất cái này nhé. Anh em làm mất cái này là khỏi vặn cái nóp nhé. Khỏi vặn cái nóp đấy. Lưu ý, lưu ý. Đừng làm mất cây vặn này. Mất là... Thôi rồi, lỡ mơi luôn đấy. Những cái này bắt vào cái blade thì vậy. Bắt vào cái blade. Đúng nhỉ. In 3D được không thầy? In 3D cái gì in 3D? Tự nhiên hôm nay lại quên cái style nào bắt sao rồi. Không biết, để coi. Hay là cái blade của Uque ta, bởi vì trước mình thấy cái mấy cái blade FR4 của Uque nó lại Uche nó làm hơi dở, nó không có cái này. Để mình đợi xíu, thế thì mình để bắt cái hay nữa là cái này ta. Nhìn nó khác nhau không ta, chỉ nó gửi một cái bịch khác. Hai bịch này khác nhau gì không ta? Sao ai không nhìn nó màu tím nhỉ? Nó là màu navy anh ạ. Ai cũng nhìn nó màu tím thế này. Để mình tháo cái case mình coi thử này. Tím mà lên cam nó sẽ tím hơn một chút nữa. Phong số ít là nhiều mà, có Tina này. Rồi nhiều mà. Tofu cũng có mấy con. Đây này, cái chỗ bắt xe nạp của con này ấy, nó vặn ở đây được. Còn cái của FR4 ấy là làm bự như này này. Vặn bằng cái này không có được. Cái này đợt trước mình thấy lỗi trên con Gingo một lần rồi. Thì mình không biết rõ là con này sẽ bắt cái stay nọc như thế nào. Một câu hỏi khó đấy. Bởi vì nó cho mình một cái bịch stand-off riêng. Không biết là cái stand-off này nó xài riêng cho cái blade FR4 hay không.
xem thử này. Có vẻ là vậy. Ok. Wow. Anh có coi chưa? Anh có coi rồi. Mắc mà Ori làm cái gì cũng mắc hết á. Định giá người ta định giá mấy cái sản phẩm người ta ở cái phân khúc đó rồi. Đúng rồi, cái màu navy nó dễ ra màu tím lắm, nhìn hồi dễ ra tím lắm. Chưa gì mà thấy lắp xe nọt đã thấy mệt mệt rồi đó. Tí nữa lấy ốc gì mắc vào đây là vấn đề. Hay là nó chỉ có gá lên thôi. Đó, cái thằng ngu quên nó làm. Một hồi mình không hiểu nó làm cái gì luôn. Kiểu Blade F4 nó phải làm một cái stand-up riêng, mà cái Blade Poly nó làm một cái stand-up riêng. Chiêu. Đây, mình sẽ cho anh em coi cái màn là bóc Poron đây. Đây đây đây, cái foam PCB Poron. Đó, anh em thấy là nó có hai lớp đúng không? Bây giờ mình sẽ bóc một cái lớp trắng ở trên này. Anh em bóc lưu ý nhá. Đây, anh em thấy cái lớp nó bong bóng đúng không? Đó, anh em phải tháo. Cưng như cưng trứng á, anh em phải tháo. Tháo nhẹ nhàng từng cụm. Tháo lệch cái là nó rách. Nó dễ rách lắm. Úi dồi ôi. Bữa mình tốn 15 phút ngồi mình gỡ hết mấy cái siêu ni lông này. Mình cũng hiểu sao mắc cơ làm vậy luôn, làm vậy để chi vậy, sao hay là dễ quá. Đó, nó dính lại đó, phải gỡ từ từ từng chi tiết, không thôi là nó bị dính theo đó, dính theo là nó dễ bị rách. Bữa mình bị rách mấy phát rồi. Đó, thấy không? Mắc cờ ra dễ quá. Bảo vệ môi trường hay là dễ. Mấy bạn yên tâm, tí mình còn phải bóc hai cái nữa. Chưa xong đâu. Mới một lớp. Chúng ta bỏ qua một bên đi. Rồi chúng ta qua lấy lớp thứ hai. Chưa xong. Bóc một lớp là chưa xong. Phải bóc tới lớp thứ hai mới xong. Chưa kể bóc xong nó vẫn còn dính dính trên tay. Rất là khó chịu.
Đó, nó bị dính vào nhau này. Đó, đúng khó chịu. Dán cái fan vào blade trước rồi bóc cái lớp còn lại. Cái lỡ bóc. Wow. Sau khi cái lớp bóng bóng này đó, nó lại nằm ở mặt trên chứ không phải là mặt dưới. Mình phải ngồi canh ạ, con này phải ngồi canh PCB farm anh em ạ, không phải là cứ gắn vào là xong đâu, phải ngồi canh không cho nó bị lệch cái ô switch, khổ lắm chứ giỡn. Vertex angle à, anh thấy chén được cái đẹp. Được cái đẹp cho anh thấy là gõ chén. Thôi tôi phải làm cái việc này. Thưa ngài Maker, why I have to do this? Rất mệt nhé. Nhìn con voi với cái nấm thì mọi người sẽ thích chứ còn mình thì fuck. Con màu đỏ hả? Nghe con quen vậy. Không biết có phải con của ông anh hay không? Nghe thì giống giống lắm. Mày không biết phải không? Mà con đó đâu có bị bung spay đâu. Mà có nó cùng build với HP. Oh my gosh. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa má ơi. God damn. Sao có sự quằn quằn ở đây đó. Snap tít. Ừ đúng rồi, vậy là nó đó. Ôi, con này tháo cái là nó bung cả cái nhà đi hả ta. Đố nhau nữa.
sao mấy anh này ra dễ thì cái này thôi hiểu rồi. Căng đúng không? Phải căng nhé, build phim nó phải căng. Nên ta bảo là phải muốn muốn ớt thí mẹ rồi. Có phải muốn build là dễ đâu em. Sáu lâu quá không nhớ em ạ. Mà nếu mà nó là đúng nó rồi đó, chỉ có con đó màu đỏ ở Hồ Chí Minh thôi, có nó Rianos ngoài Bắc. Switch. Anh nói Việt Nam ổn chưa? Thank you PT Creams. Anh thấy vẫn chưa bằng cái nước bạn đâu. Nó kiểu xài chống cháy ổn thì ok, chứ còn để mà ngon thì chưa đâu, còn lâu lắm. Anh này giá sao mà con Satisfaction 75. Ngoại hình thì đẹp, lô xanh. Ngoại hình thì đẹp, gõ thì nốt. What the? What is this? Poor dude. Anh, nếu mà anh vội á thì anh kiếm lại cái stream hôm qua của em ấy. Ở đầu stream anh có show con F1 của anh ấy. Đầu cái stream con cây hôm qua ấy. Mong là con Mammoth này nếu mà build với Blade F4 thì âm nó sẽ ổn hơn. Nó không bị tịt như là Poly, bởi vì nó không có xẻ mấy cái đường như là Poly. Chắc phải làm thêm cái đếm lần chê, chứ đầu stream giờ thì chê không biết bao nhiêu lần rồi. À, anh em lúc mà đánh switch ấy, thì né mấy cái chỗ này ra nhé, để tí nữa mình lắp vào case mình vặn ốc trước rồi mình mới lắp switch sau nhé. Khác nhiều mà, khác chất liệu âm thanh, cảm giác rõ gì cũng khác. Mỗi blade là một cái cho ra một cảm giác khác nhau. Em thấy nhiều anh nói Satisfaction 75 build trầm cảm với phải biết build, không là phí cao su. Anh thấy bình thường mà, chỉ là em hàn cái 4 cái pin của cái màn hình LED nó thẳng hẳn xíu là được à. Có gì đâu, có lẽ em thấy bình thường mà. Có gì đâu mà. Này còn đỡ Tuấn ạ. Cái nhìn cái Blood Bully là còn muốn đấm cho mấy nhát. Đây nhìn cái blood, cái mảnh nó đã 1.2 xẻ tùm lum. Nhìn cái blood này như tờ giấy mỏng tan này, rồi còn xẻ tùm lum tà la đường đấy. Chị làm ra dễ quá.
Canon Keys là của Mỹ nha em. Mỹ Tho. Anh chơi America. Nó ngõ nghe kịch kịch kịch. Flex nhưng cũng rất như lì. Exactly. Màu đen này tí lắp bộ gì đẹp nhỉ? À, thì lắp Mecha đi. Không. Trên stream là phải lắp gym cây nghe âm nó mới kia nhất có thể, nó âm nó đanh nó sáng nhất có thể. Ai lắp CRB? CRB vô âm. Con phím nó đã tịt rồi còn lắp CRB nữa mà. Chết. F2 làm gì có cái màu này? Chưa thấy ID Reanode kìa. Rồi F2. Rồi F2 làm gì có F13. Gì siêu thợ cái căng á. Này trên đen thôi. Nó là màu navy, mình nghiêng ngả mấy góc thì nó sẽ ra màu tím. Ba kia gõ được nhưng mà nó hơi rỗng. Thế nghiên thêm nữa là xanh lá không anh? Xanh lá căng đấy. Ôi, con này nó bị cong chân. Phải bỏ qua đi. Sắp một ngày sắp rồi. Yay. Nay hôm nay phím một lần ngồi vị trí keyboard 2. Hello. Oh hello anh. À, cơ mà em build xong rồi anh ạ. Khá là mệt. Bởi vì cái mạch Galaxy ấy, lúc mà bỏ vào để brushless nó sẽ cứng và nó dài hơn cái mạch ID một chút xíu nên là hơi khó để bắt brushless vào. Đọc đúng là Aini. Âm hát cầm. Vậy là Hine ạ. Ôi giời ơi, ai đọc Hine? Hine. Hine. Honey bush. Okay, bush.
giống Levi đọc Levi Levi. Đúng rồi. Ok, để cuối stream em sau test. Đây em gõ sơ sơ cho nghe cũng được. Sao thế? Con Tilios này lúc mà hàng rất là sẽ hơi cực bởi vì cái pin nó không có chắc ấy, nên là ngồi canh cũng mệt lắm. Mạch của Iron hình như là quên mất rồi. Hình như nó tự làm hay sao ấy, quên này, không phải của Wii 3 đâu. Đúng rồi, đương nhiên là Wii nó sẽ rung hơn một chút rồi. Tự nhiên lại có con Black Boxing ở trong này. Lệ Vi. Con thằng thằng con đô. Thằng thằng hay làm mạch cho Austin rồi mấy thằng hãng khác. Biết rồi nhớ rồi. Trúng nhiều lắm con ơi, trúng nhiều lắm, trúng nhiều hơn con đô đi chi nhiều. Đợt đó đây người đang stream cho các bạn cùng trúng thôi, mỗi tội bán slot rồi. Mày ở đó chất lượng khoan chất lượng em nhé. Đang đợi Mercy về để stream đây. Chắc là sắp rồi đấy, trong tháng này là bắt đầu ship rồi. Ok, 65 rau 2 quên nè. Khi nào Khoa Khoa bán được slot chưa Khoa? Okay. Sơ sơ là mình đã lắp xong cái bộ lòng. Bây giờ tới tiết mục dán gasket vào case. Thôi đưa đây để mang lên stream này. Stream xong phát là bán có giá liền, đảm bảo. Step này là step của Uche đó. Làm con này nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái case ra, mình sẽ dán gasket.
mình sẽ chỉ dán lên phần top thôi, mình rút kinh nghiệm lần trước rồi. Bởi vì anh em thấy không, ở đây này, cái phần của PCB form á, nó đã là coi như là cái phần gasket ở mặt dưới rồi, giờ chứ mình chỉ cần dán lên mặt top nữa là được. Thôi khoa, tao biết mày không thích rồi. That's good. Okay, here. Ô cũng nhiều phết. Dark green. Không cho ai em kiểu mua cho biết thôi chứ không có chuyên sâu. Chuyên sâu mới lấy mệt lắm. Em chờ đợi ngày mai anh có một siêu phẩm lên stream. Siêu phẩm. Mình chờ mãi. Chờ mãi. Chờ biết bao lâu mới có người được gửi cho stream qua đây. Vì ngày trước số lượng con này ở Việt Nam cũng không có quá nhiều. Không, Gen Me thì giờ này bên em trúng nhiều mà, với lại nó phải nó có từ hồi trước đâu, trên mê là sau này mới có. Nói chung mai sẽ cho anh em biết. Đúng rồi, giờ cứ up sao test kênh này luôn cho nó có view cả hai, view nó up theo cái stream luôn, tiện đôi được. Và ví dụ sau này có gì nhỉ, có stream bên Twitch ấy, thì cũng để bên này để đăng VOD cũng như là sao test cái kênh YouTube này. Vì định hướng của mình là sau này mình sẽ qua bên Twitch để mình stream. Mai stream gì thì để mai để anh em, để tầm trưa chiều mai thấy lên thông báo trên group là biết stream gì mà. Xem trên Twitch cũng như bởi vì phần về Twitch nó gọi là nó support tốt hơn, nó là một cái platform chuyên về stream hơn, streaming hơn là so với YouTube. Nhưng mà nếu mà so về việc chia tiền các thứ thì dạo này Twitch nó đang ăn chia nhiều quá, nên là anh em thấy ví dụ như Alexatox là dạo này là đang chuyển qua stream bên YouTube rồi. Anh qua Twitch thì anh đăng thông báo story Facebook cho lại anh từ hồi anh lên qua Twitch em auto hụt stream. Thế hả? Hụt stream anh Ninh á hả?
Đúng rồi, Twitch nó có nhiều trò tương tác lắm. Mà mình mới vô mình coi cái là mình cũng lố lố luôn, cũng chả hiểu nó chơi cái gì, nó chơi như nào, bla bla. Tại giá nó mắc Hiếu ơi, 2.000 mấy đô cho một con phím Ergo như vậy thì quá là mắc. Cái này đúng chất là gọi là dư tiền tao mới mua luôn. Có được cũng khó gõ, cũng như là khó phối keycap cho nó đẹp. Nhìn nó giống kiểu nó hiện đại, nó công nghệ thôi chứ còn kia thì ít, tính công dụng nó ít lắm. Nó cho ra mấy tục cho mỗi đứa là một viên bi xong. Ờ đúng rồi, biết cái đấy rồi. Cũng hay thì cái đó cũng hay. Em lưu ý là con này dán, anh em dán gasket là nó, anh em dán cẩn thận nha, dán hết một cái là không có cái thứ hai để anh em lựa đâu. Khó bóc thế nhờ. Đúng rồi, con này build mệt mà. Nếu không dùng platform thì phải xài đủ, xài cho một cái, còn một cái bịch gasket nữa đó. Nếu không xài platform. Đương nhiên vẫn quay sao test đầy đủ, cứ con nào build mà khác spec là đều quay sao test hết. Mình chưa có content. Con Gen Emmy thì làm gì đến nỗi 100 viewers. Khi nào nó là hàng quốc dân cơ, ví dụ như QK65 hay là Spark cái thứ ấy, thì nó mới gọi là 100 views. Chứ còn mấy con phím xịn xịn thì cùng lắm, cao lắm cũng bảy mấy 80 view là cùng mà, không gì hơn được. Chỉ vì mấy cái form và gasket mà nãy giờ tốn biết bao nhiêu thời gian. Hello Thảo. Uống miếng nước cái, mệt quá. Stream nhiều nhất vẫn là con Rare 65 Proto hồi đầu tiên. Nếu nhớ không nhầm. Hồi đấy là 100, cao nhất là 120 mấy view á.
Nhưng mà hôm đó xui bị tịt. Lúc sau sửa rồi. Stream là gì sau tay? Mặt nào nhớ quên rồi. Không, Spark không cao bằng Thảo ơi. Hồi đấy con kia là 120 view, Spark như là 110. Tôi lấy ốc nào là tôi bắt đây. Ốc này tiếp à. No, not this one. Khi đã kiểu rút bài thì thôi. Thì bản thân nếu mà không, nếu mà không PE thì sẽ là QK nhé. Nhìn vậy chắc hay stream 84 buổi. Nói chung mình cũng xin mà. Trời ơi, content như thế mà anh em không cho xin một like đấy thì thôi đấy. Tiếp theo mình phải có một cái form này này. Mình sợ cái form này nó sẽ chạm vào cái phần đáy. Thôi cứ. Pin, where's the pin? Pin đâu? Ô, con này có cục pin nhỏ nè. Ảo thế, bữa con mình build là chỉ có một cục pin lớn này thôi. Cục pin nhỏ này là không biết từ đâu chui ra. Đấy, là cục nhỏ nhét sao? Đúng không? À đúng rồi, cho con 20 nhỉ, quên, đúng rồi. Thank you. Cảm ơn khoe. Đó, giờ lại bóc tiếp. Rất mệt nhá. Đấy, nát miếng rồi đó, đó. Chi gì trời. Trời đất ơi. À nó cứu tôi dơi. SOS. Này hả? Nhẹ nên vậy hả? À không, cái gì cũng kìa. À.
sẽ nhấn vào mặt sau PCB là ở đây. Làm sao để tôi biết là tôi đã dán được chưa? Chi mà quằn dưới vậy nè. Trời ơi, cái này nó còn dính nữa thằng ạ. À, nó không phải bình thường ấy. Nó cứ dính nó khó chịu. Nè, nó mang em đây cho anh em coi này, tại sao nó nè. Nhưng mà phải ngồi mình phải canh cho nó đều cái này ra, nó đều nó ra, xong rồi trên này cũng đều xuống. Đấy. Nó đều xuống được á thì bên này nó mới đều theo được. Nói chung là rất là quan. Giờ mình sẽ gắn cái này an toàn nên vứt. À, hiểu. Nói chung là vẫn stupid. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái này là cái cộng dây pin. Sẽ là cộng cho the port. Cắm dây thử xem ok chưa. Ok. Bóc cái này sao để cho nó đỡ bị cứng nhất có thể. Sẽ dán cái fit coi.
Hello. Mới build con 75. Rất là mệt nhá. Ok, để dán cái fit xong mới lật cái đít lại được. Này tôi tháo siêu hơi nhiều. Nó vẫn bị cấn sợi dây hả tôi? Cấn cục pin. Nó bật cấn nhỉ. Damn it. Không, này không series kê nữa. Cấn cái gì nhỉ? Hay là do cấn cái farm này? Nghi lắm. Này không cũng được rồi. Vẫn hơi đề cục pin nhé. Nên con này hot quá mà build lâu dữ trời. Ok, giờ là nốt switch rồi. Thôi mà cam đừng có thở nữa.
Nhưng mà cái switch này nó chạm lên cái form ở dưới ấy. Nên mình nghĩ nó bị tịt ở mấy cái switch chỗ hàng F. Chắc lắp Mecha nha anh em. À quên, còn cái này. Đầu tiên á, là anh em phải bỏ cái cục này vào này. Mà mình quên đầu nào, để mình coi lại hướng dẫn sử dụng. Okay. Anh em để cái đầu như này này, chiều như này bỏ xuống cái này. Ok, sao khó vậy? Ok rồi, em bỏ vậy xong á, rồi anh em sẽ lấy cái nóc ra. Đây, cái nóc. Thì trong cái nắp á, nó sẽ có một cái nắp con nữa. Đây, một cái nắp con trong này. Đây, em phải tháo nó ra, nó là cái nắp châm. Đây này. Đây, nó là cái nắp châm. Đấy. Anh em bây giờ anh em phải đặt nó vào đây. Như này. Đấy. Sau đó anh em nhớ cái cây hồi 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 nãy mình bảo anh em nên giữ không? Đâu nhỉ? Đây này. Cái cây mà nhỏ xíu xíu này này. Đấy, cây này. Đó, bây giờ anh em vặn cái này. Cho nó chặt. Nó sẽ vặn hoài không thấy chặt thế nhỉ? À ok rồi. Rồi, bây giờ anh em chỉ cần bỏ này vào là xong. Đó, là cái nóp nó làm như vậy. Xẻ cái siêu luôn. Ok. Kick up time. Đấy, anh em thấy nó quẩn chưa? Làm con này mất thời gian chưa? Mecha nha, mecha nha. Right. Nay mình sẽ chắc không lắp Novel rồi nhé, mình lắp thường. Có vẻ là con này bỏ ra FR4 nó đỡ hơn so với Poly. Cho mình đã xem cái spy nó bị tịt không. Ở đó này bị tịt đây anh em ạ. Mình nghĩ là do cái phong case ấy. Cái phong case. Cho nên nó mới làm cái hiện tượng nó bị tịt như này.
Có nên tháo ra không nhỉ? Chứ hiện tại nó đang bị tịt quá. Đó rồi. Không, phá là hát full luôn. Bởi vì cái... Thôi chạy mẹ, tháo luôn này. Ở dưới nó đang đầy quá. Mấy chỗ kia nó cũng bị mà, đâu phải mỗi space đâu. Ra trước mình lần bữa trước mình build thì mình cũng đã phải tháo cái cái foam case ra rồi, bởi vì nó làm bị tịt quá. Chiều này chắc không kịp là con 20 đâu anh em ạ. Quên, phải tháo cái này ra. Tháo cái lớp này đi. Trời, nó đang bị dày quá. Đó, thấy không? Bây giờ nó tháo ra nó là một cái đống bùi dùi như vậy nè. Nó dính dính nhóp nhóp vào nhau, khó chịu, nhìn sợ rất là khó chịu. Tháo switch ở mấy chỗ này ra luôn. Hơi mệt đấy. Giờ sẽ bật cái top vào lại.
con này bực cái nữa là không có chỗ cầm nhấc lên, hơi khó chịu. Hết tịt. Vấn đề là khách cần build như thế thì mình build như vậy thôi em. Mình build với F4 là đỡ lắm rồi đấy, chứ còn build với poly là thôi rồi. Nói chung là nay em thấy âm F4 nó đỡ hơn nhiều lắm rồi đấy. Chỉ bị với poly là nãy giờ một cười. Ghế vẫn bị vẫn bị tịt nhỉ, đỡ hơn rồi đấy nhưng mà nó vẫn bị. À mình biết tại sao rồi, để spangle đi anh em ạ. Vẫn bị á. Ok đỡ rồi. Thế mà bữa mình build với Asala Abaka thì đỡ hơn, xoay ngược cái space lại thì đỡ rồi, chứ còn con này là xoay ngược space nó vẫn cứ bị tệt. Một phần vì do cái stack nó dở. Cái này mà lắp lên con ma móc màu full tím ấy, thì đẹp hơn.
Mà thôi kệ, Mecha ta đi cũng đẹp rồi. Thôi lấy cái này. Người thì livestream lắm rồi đấy. À quên, còn cặp lóc. Đây là nay làm gì à? Form với lại mấy cái kia làm lâu quá. Nhất là mấy cái form. Đây là Mammoth 75 với bottom. Tí nữa mình lau sau. Sơ sơ tạm tạm thôi. Ok. Cần phát là build nhé. Ờ à, rồi timing test nhé. Full build sẽ là 2.1 kg. Nãy anh build là 1.7 kg. Ok, thôi sao test lẻ đi ngủ nào, ngày trễ quá. Rồi, đây là Alpha.
Ok, đây là Mammoth 75 form PCB plate F4 PCB hot swap switch là Gateron Black in V2 keycap là JMK Mk01. Sao anh em? Nghe có chê không? Robot à? Tiếng bi đấy, nhưng mà nó hơi nhỏ. Cái bi này nó không có nổ to như là mấy cái bi thường đâu. Chào anh em. Hơi rỗng thật. Ok, chào mừng em stream ở đây nhé. Mình còn bận cái khác rồi nên là sẽ không có đủ time để mình build con Mammoth 20. Chỉ yếu là này build xong con này cũng khá là quặn. Build hotswap mà mình thấy cũng tốn hơn 2 tiếng. Fan case thì tịt, không fan case thì hơi vàng. Công nhận. Alpha thì ổn nếu mà xài với Blood F4. Ok.
Hẹn anh em tối ngày mai nhá. Nếu mình stream được thì tối ngày mai mình stream siêu phẩm. Để ăn ORF à. Hôm qua anh cũng đánh một trận nhưng mà nay mấy anh bận, nay với mai anh bận rồi nên là anh không đánh được. Mà một phần vì nó không có random nên là không có vui. Random nó mới vui. Chơi, bye bye anh em nhé, hẹn anh em vào tối ngày mai hoặc là tối thứ hai. Ok, bye bye Thảo. Ok, bye bye Hân. Nó quay laptop thì bông ngồi lâu nay không combat được. Bởi với kêu mua phím rơi ấy. Tạo điều kiện nghỉ game. Ok, bye bye Khoa, bye bye anh em nhé. Nguyên chắc này bận rồi. Bye anh em nhé. Ok, bye bye anh Khang.